Tất cả chú ý. Mời quý vị tiến vào phía hai bên quan tài. Đồng trước. Tiến tới và dậm chân tại chỗ, khi nào tôi hô động lệnh đứng lại thì đứng. Đứng lại. Đứng. Trái phải quay. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn đồng ca bài Không Quân Hạnh Phúc để tiễn đưa người anh hùng Lý Tống trong phi vụ cuối cùng. Ngồi xuống giường, mọi người đây.
Phật. Kính thưa quý vị, sau đây là nghi thức xếp cờ. Và trong khi xếp cờ, ban thủ ca Xuân Điền sẽ tiên đưa người hùng Lý Tống với nhạc phẩm Anh Đã Ngủ Yên Trong Trên Quê Hương Việt Nam. Tác giả là nhạc sĩ không quân Trần Duy Đức và giọng solo là của nữ ca sĩ Lan Hương. Xếp cờ. Lòng nào chưa nguôi hơn căm,
Anh đã ngủ yên trên quê hương Việt Nam do cô Lan Hương và ban tủ ca Xuân Điềm của nhạc sĩ không quân Trần Duy Đức để tiễn đưa anh lên tấu. Sau đây chúng tôi xin mời không quân Lê Văn Sáu, hội trưởng hội áo không quân miền Trung California tiếp nhận quốc kỳ và trao tặng tăng quyến. Chào bác. Xin quý chư hữu sửa soạn để rời lễ đài. Phất trái phải quay đằng trước bước. Kính thưa quý vị, nghi thức xếp cờ tới đây là chấm dứt. Chúng tôi với trách nhiệm của người điều khiển cái phần vụ này đã thiếu sót để mời quý vị đứng lên khi xếp cờ. Và chúng tôi thấy toàn thể quý vị đã giúp chúng tôi bằng cách tự động đứng lên. Xin thành thật cảm ơn sự hợp tác và khuyến khích của quý vị đối với chúng tôi. Không nhìn thấy đứng lên. Sau đây chúng tôi xin được nhường micro lại cho người điều khiển chương trình, anh Đỗ Văn Chọn. Ngồi vô.